Kính chào quý vị đang đến với chương trình Tiêu điểm Kinh tế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, như chúng tôi đã đề cập trong các chuyên đề tiêu điểm kinh tế những số gần đây, theo yêu cầu của Chính phủ, từ ngày 15 tháng 8 là hạn chót để các bộ ngành liên quan trình Thủ tướng phương án cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh với mục tiêu cắt giảm tối thiểu 50% điều kiện kinh doanh hiện có. Hiện tại, các bộ ngành đã trình dự thảo nghị định sửa đổi nhiều nghị định lên Chính phủ về cơ bản đáp ứng yêu cầu cắt giảm 50% số điều kiện kinh doanh hiện hành. Tuy nhiên, tỷ lệ cắt bỏ hẳn điều kiện kinh doanh bất hợp lý dường như vẫn còn ít so với tỷ lệ sửa đổi. Trong khi đó, cắt giảm điều kiện kinh doanh để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động, nhưng trên thực tế, cắt cái này thì cái khác lại mọc lên. Vậy đâu là giải pháp hữu hiệu? Tất cả những vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình Tiêu điểm Kinh tế tuần này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Tại hội nghị công bố báo cáo chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 2018, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, hiện các bộ đang thực hiện rất nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng. Về cơ bản, các bộ đã trình nghị định về cắt giảm điều kiện kinh doanh theo yêu cầu của Chính phủ. Cơ bản các bộ đến nay cũng đã trình các nghị định lên Văn phòng Chính phủ để báo cáo Thủ tướng. Thì tất nhiên là Văn phòng Chính phủ còn làm các quy trình xin ý kiến các thành viên Chính phủ, xong còn những cái khác nhau, nhưng mà Văn phòng Chính phủ sẽ có kênh độc lập để rà soát, tránh cái việc là cắt giảm theo cơ học, tránh cái việc là cắt điều kiện nhưng lại mọc điều kiện khác, chuyển sang vấn đề quy chuẩn tiêu chuẩn. Cho nên là cái vấn đề này làm thủ tục rất kỹ, Văn phòng Chính phủ báo cáo chỉ là liên tục là cái nhóm công tác để từng cái nghị định được, mặc dù các bộ đã rà soát rồi, Bộ Tư pháp thẩm định rồi, nhưng Văn phòng Chính phủ trách nhiệm cơ quan các cổng phải thẩm tra vấn đề này. Trước đó, thời điểm phiên họp Chính phủ tháng 7, các bộ ngành mới rà soát cắt giảm được 738 điều kiện, chiếm 12,5%. Tính đến đầu tháng 8 năm 2018, các bộ ngành đã cắt giảm, đơn giản hóa 900 trên 5.905 điều kiện kinh doanh, chiếm 15,2%. Trong đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội dự kiến cắt giảm hơn 65% số điều kiện, Bộ Y tế cắt giảm hơn 72% số điều kiện, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch dự kiến cắt giảm 54%. Cá biệt, Bộ Xây dựng có đến 89,4% điều kiện kinh doanh được đề nghị cắt giảm, đơn giản hóa. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề xuất loại 152 nhóm hàng hóa, sản phẩm khỏi danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Nhóm kiểm dịch lược bỏ 37 trên 53 nhóm kiểm tra chất lượng, lược bỏ 87 trên 104 nhóm kiểm tra an toàn thực phẩm, lược bỏ 44 trên 94 nhóm. Việc cắt giảm điều kiện kinh doanh đã cho thấy các rào cản đang dần được gỡ bỏ, giúp giảm bớt gánh nặng hành chính, thúc đẩy cạnh tranh công bằng. Tuy nhiên thì những con số thống kê này chưa hẳn đã là màu hồng, bởi theo ghi nhận của chúng tôi thì các chuyên gia cho rằng về số lượng cắt giảm thì đạt yêu cầu, nhưng về chất lượng thì rất thấp. Theo phương án đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gần 52% điều kiện kinh doanh trong hai nghị định của Chính phủ là nghị định số 73 và nghị định số 46 sẽ được cắt giảm, đơn giản hóa. Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Minh Thảo thuộc Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho biết, trong các điều kiện cắt giảm có rất nhiều điều kiện bãi bỏ cũng như không. Thì có những cái điều kiện ví dụ như là khu vệ sinh, thì trước đây là khu vệ sinh thì phải cho riêng cho nam và nữ. Giáo viên, học sinh khuyết tật, thì bây giờ cái khu vệ sinh nó chỉ là khu vệ sinh giáo viên, học sinh và học sinh khuyết tật, thì bỏ chữ nam và nữ đi và coi rằng đó là chúng ta đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thì tôi nghĩ rằng nó không phải là thực chất của điều kiện kinh doanh. Và còn rất là nhiều những cái điều kiện như vậy nữa mà liên quan đến các cái bộ ngành khi mà họ có cái sự thảo nghị định để sửa đổi các cái điều kiện kinh doanh này. Đối với những đề xuất của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thì cũng có nhiều điều kiện không thực sự gây khó khăn cho doanh nghiệp. Cụ thể, Bộ đã bãi bỏ điều kiện có hệ thống điện, hệ thống cấp nước sạch và thoát nước đối với cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ đối với khách sạn, hay điều kiện có khu vực đón tiếp khách và phòng ngủ có phòng tắm, phòng vệ sinh chung trong trường hợp phòng ngủ không có phòng tắm, vệ sinh riêng. Nay sửa đổi thành có khu vực tiếp đón khách và phòng ngủ có phòng tắm, phòng vệ sinh. Thì tôi nghĩ rằng là một cái nhà dân bình thường người ta cũng có cái điều kiện đó, và chứ không phải là chỉ là một cái cơ sở du lịch. Thì điều đó cho thấy rằng là những cái điều kiện đã được tuy là cắt thật sự, nhưng mà nó không phải là cái điều kiện mà thực sự là gây khó khăn cho doanh nghiệp. Còn những cái điều kiện kinh doanh mà gây khó cho doanh nghiệp thì dường như là các bộ chưa thực sự là cắt bỏ.
Đây chỉ là hai trong số nhiều bộ, dù có phương án công bố cắt giảm đều đã đạt được mục tiêu. Nhưng khi xem xét chi tiết hơn của từng phương án thì đôi khi con số chỉ là con số. Rất nhiều điều kiện kinh doanh mà các bộ ngành đề xuất cắt giảm có thể nói là cắt cũng như không, vì bản thân các điều kiện này không cần thiết. Ví dụ như điều kiện người tham gia kinh doanh phải đủ sức khỏe, có đủ hành vi dân sự, không bị kết án, không trong thời gian bị tạm giam, thực hiện theo các quy định của pháp luật. Có những đề xuất chỉ sửa đổi một vài câu chữ, trong khi bản chất không thay đổi, tính chất đơn giản hóa không đáng kể. Có những đề xuất có tính sửa đổi theo hướng hạ thấp điều kiện. Điều kiện mà có cũng được, không có cũng được, hoặc là đương nhiên phải có, mà lại tính là cái chỉ tiêu cắt giảm thì tôi cho rằng đấy là hình thức, đấy là bề ngoài thôi. Thực chất là anh có tiết giảm được chi phí với doanh nghiệp, anh có đẩy nhanh được cái thủ tục hành chính và có tăng được cái hiệu quả, cái hiệu lực quản lý nhà nước cũng như là tác dụng đối với phát triển kinh tế không, thì cần phải thay đổi rất nhiều. Chẳng hạn như là một loạt các bộ các ngành có cái tình trạng là không dám thay đổi những cái gốc rễ, những cái lớn mà chỉ tìm giảm bớt những cái nhỏ, những cái thủ tục lặt vặt thôi. Thì tôi cho rằng là đấy là nhận định là đối phó là không hiệu quả, là hoàn toàn là chính xác. Trong khi đó, rất nhiều điều kiện kinh doanh được đề nghị cắt giảm lại thì ít bộ ngành nào đề xuất cắt giảm. Cụ thể, như dự thảo nghị định thay thế nghị định số 86 năm 2016 của Bộ Giao thông Vận tải, sau 4 lần sửa đổi vẫn có những nội dung chưa phù hợp, bất cập, cấm đoán hành chính gây khó khăn cho doanh nghiệp, can thiệp quá sâu vào việc kinh doanh. Thì trong đó nó cũng có một quy định là trong một tháng thì chỉ được 30% chuyến xe. Đấy, có điểm đầu, điểm cuối là tương nhau thôi. Như vậy, nhiều một doanh nghiệp chuyên đi Quảng Ninh thì bây giờ phải sinh ra tôi phải tìm Quảng Ninh, tôi phải lên Thái Nguyên, tôi phải lên Lạng Sơn để tôi mở các cái cơ sở. Sau đó tôi lên kinh doanh thì bắt đầu tôi là sinh ra xe chúng tôi phải xoay vòng, tạo ra 4 cái điểm để tôi xoay vòng này. Tôi tính 10 ngày này xe tôi chạy vùng Quảng Ninh, 10 ngày sau tôi lại lên Lạng Sơn tôi chạy, tôi không thể chạy Quảng Ninh được tại vì quy định nó bất cập như vậy. Hay trong dự thảo Bộ Tài chính trình Chính phủ đề xuất cắt giảm 54,1% tổng số điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ, trong đó sửa đổi bổ sung 16 nghị định thuộc 6 lĩnh vực gồm kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh chứng khoán, thẩm định giá, hải quan, kế toán, kiểm toán, kinh doanh dịch vụ đòi nợ, xổ số, trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, casino, dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện. Đối với lĩnh vực kế toán, kiểm toán, dự kiến cắt giảm đơn giản hóa 14 điều kiện kinh doanh. Tuy nhiên, dự thảo nghị định không đưa ra phương án đơn giản hóa cắt giảm các điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực nóng là thuế. Khi mà cái dự thảo của các bộ ngành đưa ra ấy, thì chỉ là những cái nội dung mà các bộ ngành dự kiến sửa hoặc là cắt giảm hoặc là cắt. Và nhưng mà những cái điều kiện còn lại thì gần như là không nêu ra. Không đưa ra cho nên chúng ta không nhìn thấy được một bức tranh tổng thể là những cái điều kiện nào mà còn vướng cho doanh nghiệp. Và chúng ta chỉ nhìn thấy những cái mà các bộ muốn cắt hoặc là muốn sửa, nhưng chúng ta không nhìn thấy cả một cái bức tranh. Và để từ đó thì cho thấy rằng là còn rất nhiều những cái điều kiện kinh doanh mà đang gây khó mà chúng ta không nhìn thấy được, bởi vì các bộ không nêu ra. Và chỉ khi nào mà đọc rất là cụ thể vào các nội dung thì chúng ta mới nhận biết được là những cái điều kiện đó gây vướng. Có thể thấy, cộng đồng doanh nghiệp đều rất phấn khởi, vui mừng và đồng tình ủng hộ chủ trương cắt giảm điều kiện kinh doanh, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi của chính phủ. Bởi đây được xem là động lực cho kinh tế phát triển và tăng trưởng. Nhưng sau những tuyên bố cắt giảm làm tăng niềm tin kinh doanh, tiếp đến các doanh nghiệp mong muốn những tuyên bố này phải đi vào thực chất. Các cơ quan chức năng nhanh chóng ban hành các thông tư, nghị định, quy định rõ các điều kiện được sửa để doanh nghiệp nhanh chóng áp dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Để những tuyên bố này không chỉ trên bàn giấy qua những văn bản, giấy tờ hay lời hứa suông của lãnh đạo các bộ, ngành. Thưa quý vị, ngay từ đầu năm 2018, Thủ tướng đã yêu cầu tất cả các bộ ngành rà soát cắt giảm 50% trong tổng số 5.905 điều kiện kinh doanh. Hiện nay, Văn phòng Chính phủ đang cùng các bộ ngành đốc thúc việc rà soát, cắt giảm để sớm hoàn thành đáp ứng sự mong đợi của cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên thì nhiều chuyên gia lo ngại một thời gian sau khi cắt giảm các điều kiện kinh doanh lại xuất hiện nhiều hơn trước. Phóng sự sau của chúng tôi sẽ phân tích rõ hơn về vấn đề này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Theo Nghị định số 19 năm 2016 về kinh doanh khí, trong thời hạn 2 năm kể từ khi nghị định có hiệu lực, thương nhân phân phối khí đốt phải đảm bảo các điều kiện sở hữu ít nhất 100.000 bình gà, sở hữu bồn chứa 300 mét khối.
nghị định đã vấp phải những phản đối không thuận từ một số doanh nghiệp ga nhỏ tại nhiều địa phương trên cả nước. Tuy nhiên, phải mất 27 tháng sau, Nghị định số 87 năm 2018 thay thế Nghị định 19 về kinh doanh khí mới được ban hành, gỡ bỏ quy định về điều kiện kinh doanh về số lượng bình ga và dung tích bồn chứa. Những tưởng Nghị định mới ban hành sẽ cởi trói cho doanh nghiệp, thế nhưng vừa triển khai được nửa tháng thì vướng mắc với doanh nghiệp đã tiếp tục, mà việc quản lý bình ga với các thông số theo quy định là một ví dụ. Khi tổng đại lý mà xuất hàng á, thì mình chỉ xuất hàng và mình xuất hóa đơn đỏ cho các cửa hàng, cho người tiêu dùng. Còn đến cái nghị định 87 này, nếu mà xuất một bình ga ra là mình phải ghi số seri, ngày sản xuất, hạn sử dụng. Một bình ga như vậy á, thì thời gian mà ngắn nhất thì cũng phải là 3 phút. Mà một ngày như vậy, ví dụ như một tổng đại lý thì xuất số lượng ít nhất thì cũng phải là vài trăm bình. Nhân lên như vậy thì không thể nào thực hiện được. Nhân sự của tổng đại lý sẽ nhân lên gấp đôi, thì cái chi phí nó sẽ tăng. Hay theo thông tư số 03 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết với hoạt động đào tạo bồi dưỡng về đấu thầu, từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, nhiều cá nhân tham gia vào việc đấu thầu sẽ phải có chứng chỉ. Với quy định mới này, lại thêm một giấy phép con trong hoạt động đấu thầu. Tôi, bản thân tôi làm tư vấn đấu thầu. Tôi nói mà không tin vào cái chứng chỉ năng lực thì cũng hơi quá lời. Nhưng thực chất là tôi không tin. Và tôi bao giờ trong hồ sơ mời thầu tôi cũng quy định, tức là tôi kiểm tra năng lực tại cái thời điểm anh đấu thầu. Chứ còn anh có cái giấy đấy không có ý nghĩa gì với tôi. Tức là tôi trong bài mở bài thì tôi vẫn yêu cầu nếu có thì anh cung cấp, còn nếu không có thì anh cũng cung cấp đủ tài liệu để chứng minh năng lực của anh. Và tôi quy định về cái năng lực đấy theo đúng quy định của cái nghị định 59 năm 2015 của chính phủ. Đấy thì tôi cứ quy định đúng như thế. Có nghĩa là anh có cái giấy đấy cũng được, nhưng anh có giấy đấy anh vẫn phải chứng minh. Tức là tôi vẫn bắt chứng minh lại. Cũng tại dự thảo nghị định thay thế nghị định số 86 năm 2016 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô mới nhất đã có nhiều điểm mới, như bãi bỏ một số quy định, điều kiện về màu sơn biểu trưng, niêm yết logo, trung tâm điều hành, thiết bị liên lạc, đồng phục. Tuy nhiên, bên cạnh cắt bỏ có 12 điều kiện thì lại có tới 85 điều kiện kinh doanh bổ sung, trong đó có tới 21 điều kiện kinh doanh được quy định là theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Thế trong dự thảo nghị định, chúng tôi xin lỗi là Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế cũng đã đề cập là 21 cái vấn đề mà sẽ do cái Bộ trưởng sẽ quy định cụ thể. Nhưng mà theo chúng tôi thì chúng tôi hệ thống tới 22 điều mà sẽ được cụ thể hóa. Và một nghị định mà lại còn có hàng loạt các thông tư sau này để có thêm 22 điều cụ thể hóa nữa với cách làm như giai đoạn vừa qua. Đó là điều chúng tôi rất lo lắm ạ. Đây không phải là các trường hợp cá biệt về sự tái xuất của điều kiện kinh doanh tại các cơ quan nhà nước. Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, trung bình mỗi năm các cơ quan nhà nước trung ương ban hành trên dưới 1.000 văn bản quy phạm pháp luật và khoảng 50% số văn bản này có liên quan đến hoạt động kinh doanh. Trong đó có từ 10 đến 20 luật, khoảng 200 nghị định và quyết định của Thủ tướng, còn lại là thông tư của các bộ và cơ quan ngang bộ. Mỗi văn bản đó lại có hàng chục, thậm chí hàng trăm quy định. Như vậy, chỉ trong vòng 6 tháng, chính quyền trung ương có thể đưa ra hàng chục ngàn quy định có tác động đến các doanh nghiệp. Bởi vì chính phủ chúng ta đã yêu cầu là chính phủ điện tử và tiếp cận ASEAN cộng 4. Thì trong cái khối ASEAN cộng 4 thì với thị trường là nó tương đối là mở. Thì khi mà đã thị trường mở thì các vấn đề về văn bản về mặt pháp luật, thì dưới vấn đề về luật thì có các nghị định, có các hướng dẫn, có các thông tư để hướng dẫn như vậy. Nhưng mà chính là khi mà chúng ta luật ở trên ấy, thì hết sức là rõ ràng và tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp. Nhưng mà khi các bộ ngành và các tỉnh khi mà thực hiện cái luật đấy thì lại có nhiều các thông tin đi theo, lại gây cực kỳ khó khăn cho các doanh nghiệp. Tôi rất lo lắm là sau cái đợt rà soát này thì các bộ có thể coi như là hoàn thành xong một việc mà chính phủ giao. Và sau khi hoàn thành một việc thì cái bộ máy và hiện nay họ đang hoạt động có thể họ sẽ chuyển sang làm việc khác. Và sau đó thì lại cái quá trình buồng máy lại tiếp tục ban hành những chính sách. Thế thì nếu như không có một cơ quan thường xuyên chốt, gọi là canh giữ và chốt chặn ở cái điểm này, thì ở một lúc nào đó vô tình hoặc cố tình có thể có cái nguy cơ quay trở lại. Và điều này đã được có thực tế ở Việt Nam. Cái lo ngại này là đã có xảy ra ở Việt Nam. Và tôi rất lo ngại nó có thể xảy ra trong tương lai.
hiện chưa có thống kê cụ thể về mức độ thiệt hại của điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính nhiều khề đối với cộng đồng doanh nghiệp và nền kinh tế, song những mối liên hệ đã khá rõ. Bên cạnh vấn đề cắt giảm điều kiện kinh doanh, thì quan trọng đặt ra hiện nay chính là làm thế nào để hạn chế được việc phục hồi các thủ tục, điều kiện kinh doanh đã từng được cắt giảm và đơn giản hóa từ trước đó. Vâng, thưa quý vị, nếu việc cắt giảm đơn giản hóa điều kiện kinh doanh chưa có những cắt giảm thực chất thì giới kinh doanh sẽ còn nhấp nhổm chưa yên. Mục tiêu cắt giảm điều kiện kinh doanh sẽ khó lòng đạt được. Vì vậy, việc cắt giảm điều kiện kinh doanh cần những hành động thiết thực, quyết liệt và đồng bộ hơn vì sự thuận lợi của cộng đồng doanh nghiệp. Mặc dù ghi nhận những kết quả tích cực từ việc cắt giảm thủ tục điều kiện kinh doanh qua các bộ, ngành, địa phương, tuy nhiên các chuyên gia lo ngại rằng việc mọc lại sẽ tiếp tục tiếp diễn. Bởi lẽ quá trình cắt giảm điều kiện kinh doanh đã được triển khai từ năm 1999, nhưng đến năm 2003, các điều kiện kinh doanh lại xuất hiện nhiều hơn tính tới thời điểm đó. Quá trình mà chúng ta cắt giảm như thế, thì liệu chăng rằng là cái giấy phép con mới nó có được hình thành không? Hay là tự vì chúng ta có cái thực tiễn rằng là trước đây chúng ta vốn thì chỉ có 2.000 mấy thôi, 2.008, rồi lấy 3.000 mấy, rồi lấy 5.000, 7.000. Thế thì từ cái tình hình thực tiễn đó mà giấy phép con nó từ một cái số lượng vừa phải thì nó lên quá nhiều, như hiện nay gần 6.000 giấy phép con, ví dụ vậy đó. Vấn đề cần lưu tâm đặt ra hiện nay là làm thế nào để hạn chế được việc phục hồi các thủ tục điều kiện kinh doanh đã từng được cắt giảm và đơn giản từ trước đó. Có như vậy mới thể hiện nhất quán, ổn định trong cơ chế chính sách và phương pháp điều hành. Đây là vấn đề luôn được các nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân quan tâm. Đặc biệt các bộ ngành quản lý thủ tục khi đã cắt giảm thủ tục điều kiện kinh doanh, cơ quan quản lý vừa phải tiến hành xử lý triệt để, vừa phải tạo điều kiện cho các lĩnh vực khác phát triển, tránh tái mọc các điều kiện kinh doanh. Một bộ phận người thi hành công vụ người ta có một cái tâm lý rằng là nếu có giấy phép con thì nó tạo điều kiện cho người ta có thể thực hiện cái chức năng quản lý nhà nước nó dễ hơn, nó tiện cho người ta hơn. Đó là chưa kể một bộ phận nhỏ nữa thì người ta lại xem cái giấy phép con nó như là một loại tài sản, ta có thể thu được cái nguồn lợi từ cái việc cấp giấy phép con. Thế thì anh tổ chức tuyên truyền phổ biến như thế nào, anh giám sát cái việc cái người thi hành công vụ người ta có chủ động cung cấp cho doanh nhân, cho các công ty, cho nhà đầu tư nước ngoài cái cắt giảm này hay không. Để phòng ngừa việc tái lập tràn lan các thủ tục điều kiện kinh doanh không đáng có, điều kiện kinh doanh đầu tiên và tiên quyết chính là thay đổi tư duy và cách thức quản lý. Bây giờ bao giờ làm việc gì cũng thế, phải có động lực và phải có áp lực. Nhưng nếu như chưa có động lực nội sinh bên trong thì phải có áp lực bên ngoài hoặc áp lực từ trên xuống. Bộ Công Thương được đánh giá là bộ đi đầu trong cắt giảm điều kiện kinh doanh cho biết, những tiêu chí mà bộ đề cao trong cắt giảm điều kiện kinh doanh là tuân thủ tiêu chí quy định tại luật đầu tư. Khi ban hành các điều kiện kinh doanh phải có căn cứ liên tục rà soát, nâng cao chất lượng điều kiện kinh doanh, để khi các quy định đã được ban hành, các đơn vị trực thuộc bộ sẽ thực hiện và khó tái mọc trở lại. Vừa rồi thì Bộ Công Thương cũng đã làm một cái việc mà rất là ngoạn mục và được các doanh nghiệp đánh giá cao là bỏ luôn 675 cái điều kiện kinh doanh mà trước đó của Bộ Công Thương ban hành. Chúng tôi nghĩ rằng cái việc này á, là phải nói là có một sự đổi mới rất là quyết tâm và đặc biệt là trong ngành công thương. Theo các chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương tự đặt thêm điều kiện kinh doanh, danh mục hàng hóa, thủ tục kiểm tra chuyên ngành, trái quy định cũng là điều cần đẩy mạnh thực hiện. Các bộ, cơ quan ngang bộ trong quá trình xây dựng dự án, dự thảo, văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, danh mục hàng hóa, sản phẩm kiểm tra chuyên ngành phải đảm bảo rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện, không tạo rào cản gia nhập thị trường, không làm phát sinh chi phí cho doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng là văn bản thực thi phương án cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và đáp ứng yêu cầu cắt giảm đơn giản hóa ít nhất 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm và thủ tục kiểm tra chuyên ngành, danh mục hàng hóa. Phương thức quản lý chủ yếu phải chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, gắn với nguyên tắc quản lý rủi ro, đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật. Một là phương thức quản lý không áp dụng phải áp dụng phương thức quản lý rủi ro, và thứ hai phải phân loại hàng hóa này, có một số ít hàng hóa thôi phải kiểm tra trước khi thông quan, còn phần lớn phải là kiểm tra sau thông quan. Thì như thế thì mới đảm bảo được thời gian thông quan nhanh được. Đồng thời theo các chuyên gia, để việc cắt giảm thực sự hiệu quả cần có cơ chế giám sát. Rõ ràng là thời gian tới thì cần phải có những cái giám sát, những cái thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa để quá trình cắt giảm thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh nó không chỉ diễn ra ở một số ít bộ ngành mà phải diễn ra đồng đều tất cả những bộ ngành. Theo Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng,
cắt giảm điều kiện kinh doanh và thủ tục kiểm tra chuyên ngành được Chính phủ đặt trọng tâm cải cách trong năm 2018. Tới đây, Chính phủ sẽ thực hiện mục tiêu cắt giảm ít nhất 50% và có thể tới trên 60% tổng số điều kiện kinh doanh hiện hành để đáp ứng mong đợi của cộng đồng doanh nghiệp. Vì vậy, việc đơn giản hóa thủ tục hành chính hay điều kiện kinh doanh cần làm nhanh nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng, tránh tình trạng doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần, mất nhiều thời gian. Đến đây thì chương trình Tiêu điểm Kinh tế của chúng tôi cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.